có bán ở đây không hả? Bán ở trong gốc này là 32 năm rồi. Dạ. Nhà uống mang, ăn uống ba đồ mát nhiều. Ở đây chú bán xăm gì chú? Con cút với rồng biển. Dạ, với chú cái nước trắng chỉ có vậy thôi. Dạ, chú cho con coi được không chú? Và con cút đây, con cút mình bán theo cái cách này nè. Mình đông cái nước đặc ở trong đó, giờ mình châm vô. Dạ. Rồi rồng biển ở đây. Dạ, rồng biển. Làm cái nước lạnh. Uống tại chỗ luôn. Nhiêu ly chú? 8.000 ly hả? Đây là bán vừa bình dân nữa này, rong biển nè. Này rong biển này các bạn, 8.000 một ly các bạn. Chú bán chứ số nhà mấy rồi chú? 52 Lê Quang Định này. Làm không nổi. Nên làm một cái định danh đại chưa? Các bạn mình đến đây mình mua một ly nước sâm vào đi bông cúc. Bông cúc thì có màu vàng hơn ha các bạn. Thử luôn nha các bạn. Đồ ngọt vừa phải, thơm quá à. Rất là tuyệt vời. Đó là nước sâm, ngon các bạn. Đồ ngọt vừa phải, thơm sâm. Nó ngọt theo kiểu ngọt dịu và thanh. Cái này là bông cúc. Cái này là mông cút nha các bạn. Rồi cái này là nước đắng. Ở đây chỉ có 3 thứ này thôi, chai đây. Đây chai nhiêu tiền chú? Trời chú ship nhìn đẹp mắt quá hả? Một chai rong biển á, mông cút, cái đó mông cút chứ hả? Cái này mông cút. 15.000 hả chú? 15.000 chai. Cái này mà về bỏ tủ lạnh chịu được hả chú? Được. Bỏ tủ lạnh chịu mấy ngày luôn cũng được. Yên chí nước ở đây là chánh gốc luôn mà lại đổi mới liền. Sạch sẽ hả? Không đủ, không đủ. Ngày nào cũng hết sạch ngày đó. Xâm lạnh bông cúc, rong biển nước đắng. Và đây là các bạn, đây là nước đắng nè. Xe nó cũ nhưng mà nó sạch, nó nói vậy á. Anh Như uống rồi bác này nó giọng thấy trẻ hoài. À chú, nước đắng nó chú bán nhiêu ly? Nước đắng 10.000 ly. À dạ. Chai thì 14.000. Chai thì 14.000 các bạn. Ở đây chú bán trên đường Lê Quang Định gần Bà Chiểu nè. Mình chạy ở đây uống ngon quá các bạn ơi. Chú bán có 8.000 ly à. Chú này là gì chú? Nước đắng. Con coi được không? Nước đắng. Đây là các bạn nước đắng nè. Xin phép chú cho quay phim. Mở cái vòi nước, mở cái vòi đắng ra. Ở đây là chú bán 32 năm rồi. Hai đi tắt đã vườn áo cho 15, 31 rồi 30 chẳng luôn. Đây, đây, đây. Có nè. Dạ chú tên gì chú? Chú Kiên à. Chú Kiên. Chú Kiên bán nước sâm, nước đắng bông cúc 32 năm rồi các bạn. Nhiều người sao chú không để cái tên lên. Nói không chú bán gì lâu lắm rồi. Mệt lắm. Làm nổi. Đi nhà. Nhà mình luôn. Nhà chú Kiên luôn. Nhà mình luôn. 52 Lê Quang Định. Phường mấy chú? Phường 14. Phường 14 quận Bình Thạnh. Hỏi thời gian bán cho chú sao chú Kiên? 8 giờ sáng thì chú bán rồi. 8 giờ sáng chú ra. 8 giờ sáng chú bán. Có khi là 2 giờ hết vô, có khi 5 giờ cũng không còn à. Tùy bữa thôi chú. Có bữa 2 giờ rưỡi, 3 giờ, 4 giờ cũng chừng. Dạ, nhưng mà mở cửa là chú 8 giờ chú bán. 8 giờ sáng là chú bán. Bán tới có khi tới 2 giờ, có khi tới 5 giờ tùy vào bữa hết chậm. Bữa nào mà nắng gắt thì bán dữ lắm. Trời mưa thì bán hơi chậm lên thôi chú Kiên. Mưa thì chậm chút. Ở đây nè các bạn nhìn thấy nè, chú Kiên để mấy cái ly nhỏ nhỏ nhưng mà rất là sạch sẽ nha các bạn. 11 giờ chưa mới ăn sáng được, dọn ra là bán lê, bán lịa, bán mệt. 11 giờ chưa mới ăn sáng à. Dạ. Thôi chứ mình già làm sao nổi. Dạ. Thôi gì cơ, cái họ mấy người kia đó đây thôi. Cảm ơn nhiều nhưng mà đuối. Đuối. Tại vì bây giờ mình hết sớm, mình nghỉ sớm chú. Chớp nghỉ chớp là đâu phải là nghỉ rồi thôi đâu, còn phải vô làm nấu chuẩn bị rửa ra rửa cái rồi chuẩn bị nấu cho ngày mai tiếp tục. Ở trong tuần chú có ngày nào chú Kiên nghỉ không? Cũng có, khi nào mệt quá tự nghỉ luôn. À có nghĩa là bữa nào chú Kiên mệt thì mới nghỉ thôi. Đó chứ rồi. Còn bán hết. Hết rồi thì vô sớm. Ủa, có thấy cái này là cái nắp bơ nhựa. Đúng rồi. Chú bọc lại cho nó giữ kính, nó giữ kính nó không có bị tan đá. Thành ra cái nước tuy rằng hồi nãy con uống thấy không? Đá có đá thiệt lạnh nhưng mà uống đâu có tan đâu à đúng rồi, không bị lạc, không bị nhạt hết các bạn, vẫn còn thơm, vẫn còn đâu bị lạc đâu. Dạ. Mà với lại nó muốn lạc thì cũng hơi khó, tại vì sao bán liền liền à ha. À dạ. Chú Kiên ngày chú Kiên bán bao nhiêu lít được chú Kiên?
Lết ra lết thì nhiều lắm mà. Nhiều lắm à. Lết thì chú không biết luôn á. Dạ. Một chai một lít rưỡi vậy như vậy. Một chai một lít rưỡi vậy ngày khoảng 30-32 chai. Dạ. Chạy ra nhiều nhiều cái bình này là 25 lít nữa, 25 lít. Đó, có khách tới mua này các bạn. Em đưa giùm chú đi em. Mối à? Mối. Nước đắng người ta uống nhiều không chú Kiên? Uống nhiều lắm à. Nước đắng nhiều quá. Dạ. Yeah. Đắng nhiều quá. Rồi các bạn nào thích uống nước đắng hay chạy chỗ này hết các bạn. 52 lưu định. Nước đắng là nhiều quá. Đắng nhà là hết bệnh. Rồi đắng đây. Uống giết quen. Đắng lắm rồi. Không ghiền mà quen. Có người á, ngày nào cũng phải uống á, thì phải nhớ cái sâm này á, uống rồi không bao giờ là không dập lại. Vậy hả chú? Ngày trời ơi. Lần đầu tiên á, hay vậy cô. Ủa mua ly nước đắng khuyến mãi nữa ly một cút hả chú? Không, cái đó mình uống tráng miệng là cho khỏi đắng, khỏi đắng cổ vậy thôi. À dạ. Ủa nước đắng chú Kiên bao nhiêu ly? Nước đắng 10.000 ly. 10.000 ly. Chai thì 14.000. Chai thì 14.000, chú Kiên lấy con ly nước đắng uống thử đi. Cái này mình uống thử nước đắng nha các bạn, mình cũng chưa biết. Đắng uống được không? Thử. Cái này là nước đắng nha các bạn. À, thử rồi các bạn ơi. Đã, nó đắng đã lắm. Thơm dễ uống nữa, đắng thơm dễ uống. Quá đắng chú ơi. Tại sao mình phải uống một hơi vậy? Tại vì khi mà mình dừng á mình sẽ không uống lại được nữa. Thì nước đắng mát ra. Bởi vì con phải uống một hơi. Nó có ra chán miệng mà mong cút các bạn ơi. Đắng mát gan. Quá đắng. Bây tới bây giờ mà trong cái cổ họng mình nó vẫn còn đắng luôn á các bạn. Ngoài kia đâu có bán giá này, hoàn toàn không có giống giá này. Dạ. Từ Lê Hồng Thông thôi cũng vậy nữa. Cái chỗ bán nước sâm ta sẽ kiếm chú này. Thôi chú làm con ly nước má, nước má này đắng quá rồi. Cũng bán rất là dễ. Đắng quá rồi. hai cái phải nhà được không chú Kiên? Được. Dạ, bông cúc với này. Đắng quá các bạn ơi, phải uống thêm này nữa các bạn ơi, giữ nổi à. Trong cuốn họng mà còn đắng mà. Nhấp từ từ á cho nó. Hai cái hoa chung cũng ngon lắm các bạn. Rồi trong họng bây giờ còn nắng nữa. Nhưng mà nước đắng bán được lắm hả chú Kiên? Đau cuốn họng mà là ai bị đau cuốn họng nè. Nổi u, nổi nhọt nè. Ly nọt thôi. Đây chú Kiên lấy nước đắng được đó. Đó, một ly nước đắng là chú Kiên cho một tí. Nổi u, nổi giọt. Khỏi chuẩn bị luôn. Không cần luôn. Đó. Đô mạnh chứ. Anh này đô mạnh quá các bạn. Đây là các bạn. Mình uống á, mà tới bây giờ trong phòng đắng. Dạ mình ơi chú Kiên làm rồi. Vừa đủ sức thôi. Dạ. Uống rồi mệt bán giá nó lại khác nữa. Uống người là mình phải đánh. Dạ phải bán giá khác. Để mà trả tiền luôn. Ly này 8 ly đắng 10. Ủa hai thứ thôi hai chung cũng là 8 ngàn hả chú? Cũng đồng giá đó 8 ngàn ly. Cái ly này là 8 ngàn. Dạ. Bán bởi bán bình dân à. Ngày nào cũng uống là hay cái là ngày nào cũng uống. Mình phục ổng là 25 năm nay 27 năm rồi. Ông uống ngày nào cũng chai mà uống 27 năm nay. Uống nước đắng thôi chú? Nước đắng không. Hiếm có người vậy bởi vì cái dịp Tết chú nghỉ 6 ngày đó. Chú tặng cho ông 6 chai, tiết mại cho ông 6 chai. Để ông lấy không lấy tiền. À để ông uống 6 ngày để đó. Để uống trong 6 ngày đó. Vậy đó. Còn cứ nào mà mình nghỉ phải báo nha mấy người kia. Ông nghỉ báo ông nghỉ nhưng bất thường quá vậy ông. Tôi chạy từ Gò Vấp xuống đây ông nghỉ bất kỳ. Cái mình đó thôi tại tôi mệt tôi nghỉ một bữa rồi. Con cảm ơn.
căng thôi, cũng mấy cái. Dạ. 4 cái. Căn này là cái nào ra đó hả chú? À, cái nào lao cái nào có công dụng của cái đó? Cái lao bụi cho ra lao bụi. Ở đây là chú Kiên không có sử dụng ly nhựa nha. Còn này ly này là các bạn. Tập ly chơi nha. Bóng lửa luôn. Ly miệng. Ly miệng chặt bóng lửa. Cái xe dễ thương ghê, cái xe bao nhiêu năm rồi. Có cái xe cũ quá. Có cái xe thì cũ quá. Quan trọng cái xe cũ này chú. Xe cũ kỹ quá rồi mình muốn đổi hoài đó chứ mà mấy người khách ta kêu ôi để nó đi. Quan trọng là cũ trong nước mà cũ mà người ta sạch sẽ. À, cũ mà không có dơ nha các bạn. Sạch bóng à. Lau chùi thường xuyên à. Dạ. Bụi. Biết chỗ rồi, mốt có Diêm Hồng ra đây mua nước đắng uống các bạn ơi. Rồi mình vừa giới thiệu với các bạn một địa điểm uống nước đắng nè, Bông Cúc, trong biển nước sâm. Các bạn nào mà uống thì ra địa điểm trên ha. Bây giờ mình sẽ kết thúc video đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ha.